Rồi, chào mọi người. Hôm nay tôi xin giới thiệu cho mọi người một cái thước thủy mini ha. Cái thước này của hãng Akita. Đây là hãng Akita mà sản xuất tại Đài Loan nha. Đây, Taiwan đây. Ha, đây mấy cái Taiwan thước này có chiều dài là 230 mm nha. Thước thủy mini đó. Để tôi xem ha. Đây thì nó làm thiết kế là bằng nhựa ha, đấy thiết kế là bằng nhựa, rất là đẹp. Đây con hàng Akita ha. Thì cái ba thước thủy này không có tự, thước thủy này có từ nha mọi người. Đây này không có từ, nó có từ nha, để hít á, có từ để hít á đó. Thì quý anh chị này có nhu cầu về cái thước thủy mà mini mà hàng loại chất lượng tốt đó thì hãy sử dụng này. Này sẽ cũng rất là thấy cái độ hoàn mỹ của nó rất là cao ha, về chi tiết nhựa nè, về chi tiết nhựa rất là sắc. À, nó làm rất là đẹp đó, hàng là làm rất là đẹp. Mọi người xem ha, này chắc xài rất là bền rồi, có đầu keo đây, cái chúng ta đầu keo đó. Đó, đầu keo rất là đẹp ha mọi người. Này có từ hết đây. Rồi cái thước này có giá là 80.000 nha, 80.000, 80.000 với một cái hàng của sản xuất tại Đài Loan thì rất là tốt. Hàng của Đài Loan ha. Rồi, mọi người yêu cầu mua liên hệ số điện thoại bên trên nha. Rồi, cảm ơn mọi người.